4m rưỡi. Nặng lắm. Anh Trinh 4m rưỡi, anh Trinh còn chưa dám bay. Không. Anh Trinh kêu nặng lắm. Thùng thau. Siêu VIP luôn. Anh hàng nhóc ra, hàng nhóc ngồi xuống. Nặng quá các bạn ạ. Rồi, kéo đây. Lên. Bạn kết ống đồng nha. Ống đồng. Đồng vách aluminum. Vách amalu soi. Aluminum. Còn cái này là bằng chỉ lạc. Chỉ lạc quấn. Này của ai làm đây? Của sếp sếp trưởng, trưởng Văn Nguyễn. Đồng nha. Điện mỏng có 5.5. 5 gem. Còn 5 gem thôi nha mọi nha. Ống này. Trưởng ai ra đây hả? Không. Trưởng anh trưởng ở Thái Bình. 5 gem. Năm gem hả? Tặng ông làm miễn phí công á, là em đưa đồ cho ông làm. Giá bỏ đi vậy. Đồng nha các bạn nha. Này test âm này. Coi chỉnh leo cho nó cái để chuẩn bị cho cất cánh con diều này. Hỏi luôn hả? Chạy đi Hùng, chạy thẳng đi cơ. Cái đường nước. Chạy đi mong quá. Không á. Đó chạy ăn tới cái chỗ cột điện đó. Ông bắt đầu chạy. Rồi, chuẩn bị lên con này nhá. Lên. Ấy. Chuẩn chỉ liền đi ơ. Chuông đồng kêu không thua các bạn không? Ui. Xạo căng quá. Xuống hả con? 5 giờ chưa? Thôi được rồi, ông 2 giờ giờ nè. Từ lúc chưa đến 2 giờ bay 3 tiếng rồi. Gió nó cũng hơi tụt rồi. Hai ông cháu đang xuống diều này. Đây, cầm diều, cái tay cầm diều thấy chưa? Không được quấn vô. Đấy. Nghệ nhân đang xuống diều đấy. Nhanh.
Đây, xuống. Một người xuống, một người quấn dây. Hai người xuống rất nhanh luôn. Bây giờ là chuẩn bị cái nào không? Yên. Rõ là hết như vậy. Đó trên cao thôi. Hai con chiều trên cao đấy đang đang muốn ăn vào nhau rồi. Năm con. Ô, nhà này không nó vô gốc cây rất áo. Trong qua cái gốc cây ấy làm có những rách áo kìa, có những rách ngã áo góc cái cây rồi, hôm qua con rách cái quần ở gốc cây đấy và bước rách cả quần gốc cây rồi, rách áo thật hôm qua lao vào áo đi con. Hôm qua gốc cây đó mình đi mà rách rồi xuống diều xong bắt đầu đang mở diều đấy, mở diều đấy à, mở dây đuôi trước đấy, rút cái một 3, 4 là các cụ sáo bộ chuông D70 để chặn thêm cái bột sáo vào để cho nó có cái gì nó có lên thẳng xuống thẳng lấy gió hai bên thì nó đỡ gãy sáo. Này ông nội con buộc phải không? Ông nội buộc thẳng lắm. Điều dễ tháo kiểu đó, biết cách nó làm thế, ngủ đâu, không biết tôi làm ở đây chú mẹ sáng tạo lên nó kiểu, tháo tháo cái đầu đuôi, mỗi ngày làm cẩn thận nhưng mà nó thành một loại rất tốt. Có người buộc kích quá, kích quá không phải đường, kỹ quá không phải lối. Đó mở chiều rất là đơn giản, nó chả có gì đâu mà không có gì đâu mà